có ba mẹ em gọi nha. Ngày mai qua đừng có sợ nha. Gì ghê vậy? Coi như ba mẹ em dữ lắm mà. Để mà coi. Yên tâm đi, anh biết mà. Út à, mà sao mới nói với anh á? Tao thấy mày thật thà chất phác, lắm mà kiếm tiền đi. Sau này tao gả con Út cho. Thì anh nghe cũng vui quá trời luôn. Bởi tao nói trăm năm không bằng chữ duyên, anh gặp được em ba mẹ tiền đình cũng là chữ duyên. Từ nay gặp em con tim ngân nga thêm ngân vang, tiếng yêu tiếng thương gửi trao đến em càng thêm vô vàng. Đôi mắt em như ngọc ngà làm lòng anh say mê, như là ánh bình minh sáng soi chiếu nơi lẻ loi đắm say. Anh nhìn không son phấn em vẫn xinh tươi, thế giới đẹp hơn khi thấy em cười. Đôi bàn tay nhỏ xinh như hoa khẽ chạm thôi an yên đến lạ. Tiếng em nói yêu kiều như tình ca nắng chiều. Đời này anh có em như là ngàn năm tất phước đó em. Sẽ duyên kết sao ta đáng tươi thôi, gia đình hai bên cùng nhất trí rồi. Còn chẳng chờ làm gì em ơi, sắc nét tóc đen da vàng vẻ đẹp châu Á. Cuộc đời này mà cứ được em là anh giàu ra. Người gì đâu sao mà xinh, chắc là gen của mẹ. Nể phép thêm ngoan hiền, chính xác là nhờ ba. Dáng đi thức tha, ăn nói từ nhỏ nhẹ, vợ đích tử chính là em đây, chứ tìm chi đâu xa. Từ nay về sau ta đi cùng nhau em mà, dẫu có gian nan ngắm nhìn em vượt qua luôn à. Đôi mắt em như ngọc ngà làm lòng anh say mê, như là ánh bình minh sáng soi chiếu nơi lẻ loi đắm say. Anh nhìn không son phấn em vẫn xinh tươi, thế giới đẹp hơn khi thấy em cười. Đôi bàn tay nhỏ xinh như hoa khẽ chạm thôi an yên đến lạ. Tiếng em nói yêu kiều như tình ca nắng chiều. Đời này anh có em như là ngang năm tất phước đó em. Sẽ duyên kết sao ta đáng tươi thôi, gia đình hai bên cùng nhất trí rồi. Còn chẳng chờ